Hello, xin chào tất cả các anh em đến Pizza. Rồi, hôm nay Pizza thì mình xin phép giới thiệu cho tất cả các bạn ha, một dòng cơ Pizza Lip, do bên mình phân phối ha. Cơ Pizza Lip cán là cán cẩn, gỗ là gỗ tự nhiên. Cán cẩn nha anh em, cẩn, ngọn là ngọn mộc, đầu là đầu 11.5, phíp là phíp Adam. Trọng lượng là 440 g chuẩn Pizza Lip. Ok ha. Đây, hiện tại bây giờ mình lên cho anh em coi một số mẫu do bên mình đang phân phối ha. Có cẩn nha anh em ha, có vừa có cẩn vừa có ghép, anh em có thể lựa chọn. Dòng cơ này hiện tại bây giờ bên mình đang phân phối với giá tầm khoảng 4 củ hơn chút xíu, ok ha, nguyên combo nha anh em, bao tay và ống lơ đầy đủ cho anh em. Ok, rồi đây mình xin phép mình quay sơ qua cho anh em coi về cán nha. Rồi, như anh em đang thấy ha, cẩn nè, vừa có cẩn đen và vừa có cẩn xanh, xanh đó là epoxy nha anh em ha, cực kỳ đẹp nha. Tất cả cơ bên mình ra cho anh em để có thương hiệu Pizza Thanh Minh ha, để giúp cho bên mình đảm bảo được chất lượng và lại quyền lợi cho tất cả các anh em đam mê Pizza. Ok ha. Rồi đây là một cái cơ cẩn nè, ở giữa là có sơn màu xanh ha, giúp cho anh em nào mà thích hệ mệnh thủy á, anh em lấy cái này chơi, vừa hợp phong thủy với lại vừa chất lượng nha. Ok, đây mình sẽ quay lại tất cả các cây cơ cho anh em coi để anh em tham khảo. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ thẳng trực tiếp qua lên cho mình nha, website trên góc màn hình. Pizza Thanh Minh, bên mình chuyên phân phối cơ pizza, phụ kiện pizza, bàn pizza. Ok ha. Rồi đây cho anh em đang coi nè, vừa có cẩn vừa có ghép nha anh em, cực kỳ đẹp. Ngọn của nó là ngọn mộc nha, ngọn mộc nhập khẩu. Mình vô cho anh em một cái phíp Adam luôn, giúp cho anh em chơi sẽ tốt hơn. Đây là một cây màu đỏ nha, cây cho anh em nào thích màu đỏ. Sơn là sơn đỏ nha anh em, ở giữa là gỗ nhưng mà lên màu đỏ cho anh em cho đẹp. Có epoxy màu xanh anh em đang thấy ha, cực kỳ đẹp. Mình sẽ làm rất nhiều mẫu và rất nhiều loại cho tất cả những anh em mình. Một mẫu mình làm khoảng tầm 2 cho tới 3 cây. Ok ha. Mẫu sẽ thay đổi liên tục để giúp cho anh em mình lựa chọn nhiều hơn. Đây là một cây cơ cán tay trơn nha, màu trắng nha. Anh em giúp cho anh em có nhiều lựa chọn tốt hơn về cơ. Đây là cơ Pizza Lip nha anh em ha. Anh em hay gọi là cơ Pizza Fan. Đây, kèm theo cho anh em đây là ngọn nha. Ngọn đây là ngọn mộc. Đây là ngọn nhập khẩu, ngọn già, giúp cho ngọn nó sẽ tốt hơn và cứng hơn trong thời gian sử dụng. Đây anh em đang thấy ha, ngọn cực kỳ đẹp nha. Ok, mình sẽ vô cho anh em một cái phíp Adam luôn, đầu của nó là đầu 11 năm. Rồi, kèm theo cơ nè, mình sẽ tặng cho anh em bao cơ ha. Bao cơ ống cứng nè, bao tay nè. Ok, và kèm theo lơ nha. Anh em là có nhu cầu pizza phụ kiện, pizza xin vui lòng liên hệ với Pizza Thanh Minh nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em thấy hay vui lòng like cho mình nha. Rồi, xin chào mọi người.